trong xu thế phát triển hội nhập với thế giới hiện nay, nhiều làn sóng văn hóa đã và đang tràn vào nước ta ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, vấn đề bản sắc văn hóa luôn được coi là vấn đề cốt lõi để gìn giữ hồn cốt riêng có của từng dân tộc. Trải qua lịch sử thiêm di hàng ngàn năm, đồng bào dân tộc Giao còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, mang đặc trưng riêng và tính cố kết cộng đồng và tinh thần tương thân dân tộc. Người Giao ở Việt Nam hiện có hai ngôn ngữ là Mường và Miền. Trong hai ngôn ngữ này lại có các nhóm địa phương như Giao Đỏ, Giao Tiền, Giao Thanh Niên, Giao Quyền, Giao Áo Dài, Giao Câu, Giao Quần Trẻ, Giao Ngô Giang. Mặc dù có nhiều nhóm nhỏ, nhưng thế giới quan tâm linh của Việt Giao vẫn cơ bản đồng nhất. Và ở bất cứ đâu, họ vẫn luôn tự nhận mình là con cháu hoàn hảo. Đây cũng là điểm gì? Là sự rất quan trọng để người Giao gắn kết bản sắc và trao truyền nhiều di sản quý báu của ông cha để lại. Thần linh và những ước vọng niềm tin về một tương lai tươi sáng.